Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải Nam ơi. Lần này Khải tiếp tục up event tiền vạn mạnh cho con Gamy được up 103 anh em ơi. Và hôm trước thì anh em cũng xem thì Khải đã anh xong mắt event tiền xu rồi. Bây giờ thì chỉ còn tiền vạn thôi anh em ơi. Ở event tiền vạn thì nó khoảng 1 tỷ rưỡi nữa. Đây nè. Cùng xem sơ qua sẽ đồ lại một lần nữa để bắt đầu anh event nha. Vừa rồi Khải anh vài trăm cái up được vài chục phần trăm rồi. Hiện tại Khải đang sử dụng một cái kiếm tóc 4 không có tóc anh em ạ. Số thương 40, số 9%. Thì vào tống kim thì không cần tóc nữa nè. Khải chủ yếu là đi dạo đánh tống kim thì cây này đánh gọi là khá đẹp anh em ơi. Rồi áo không băng phục hồi, dây chuyền khăn tất cả không băng đó, nón khăn lôi sinh lực, bao tay khăn lôi sinh lực một lực, và đai lưng làm chậm 40, và một cái nhẫn làm chậm 30, và một nhẫn khăn lôi, một nhẫn một ngọc bội khăn lôi, và một đôi giày khăn lôi, và một con ngựa. Cái này ngựa vĩnh viễn này mà. Hello cậu Mẫn nha. Đó. À, cái phi phong này mới ép được nè, gần hết hạn rồi, vãi thiệt. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với anh Vinh Tiền Vạn nè mọi người. Anh Vinh Tiền Vạn này chủ yếu rút kinh nghiệm nha mọi người, tốn khoảng tầm 7 kim hơn. Rồi lên à, với lại nó ra mấy cái đồ kiếm phong nè, ví dụ như nhẫn này nọ thì có thể cho xe mang cũng được. Ếch mạnh nhất bao nhiêu tiền á? Cái này không biết ở đâu anh Tùng nha, Tùng nhắc ơi. Ở server này thì rất là nhiều ạc, rất là khủng, có nên trị giá khoảng tầm 150 cho đến 200 triệu, 300 triệu vẫn có nhanh ơi. Hello để mát nha người em ơi. Nói chung là ạc mà mạnh nhất thì không thể biết được anh ơi. Mạnh nhất là chủ yếu là môn phái này nọ, rồi tiền bạc thì như ở server này thì có một thiếu lâm rất là khá là khủng. Thiếu lâm lên đến hơn 100 mấy chục triệu Việt Nam đồng. Khá là gơ nè, đó là ạc SG Dung Nhi. Anh em để ý sơ qua ở cái chỗ này SG Dung Nhi, Dung Nhi thì quá đẳng cấp rồi. Bữa nào rảnh số đội anh em xem. Hello anh em mới vô nha. Ok Nghĩa Văn Hiếu ơi, cho anh em xem. Ờ có một giải truyền kim phong anh em ơi. Một giải truyền kim phong cho anh em ơi, hoặc là thiếu lâm mang dũng được. Đó, ốc kinh nghiệm rồi, gần cấp rồi. Có vẻ Khải sẽ có 103 nè em ơi, tại vì event này chỉ được 1 tỷ rưỡi thôi. Cái này Khải đang mang phi phong, kỹ năng cũng có 1 cấp nè em ơi, chưa có nhắc kỹ nữa nè. Nếu Khải có nhắc kỹ nữa, kỹ năng 2 cấp nữa nè em ơi. Cái kiếm này thực sự là cái kiếm mang vào cái kiếm lực tay quá cao nè, quá sướng luôn. Sao mạnh được Đoàn Văn Tuấn, anh này mạnh gì đâu. Hiện tại Khải đang mua bí kíp phong xương nè em ơi. Chơi giải trí kiếm một vài tháng rồi, Khải sẽ chuyển phong xương Khải chơi. Đó. Chưa chắc đâu anh ơi, nghe mi trưởng đánh xong lại được. Nếu gặp nghe mi trưởng Khải khó đánh lắm anh em ơi. Với lượng khăn băng với nhiêu này hơi yếu. Chịu không nói sao, chịu không nói. Khăn băng thấp quá, khăn băng cái 42 thôi. Khăn băng khá là thấp. Làm chậm được cái 760 anh em. Nếu được làm chậm được 80 thì đọc mắt anh em ơi. Không được 80, hơi ít. Rồi, sau khi anh Vinh thì Khải lên được hơn 60%, 50% gì đó anh em ơi. 1 tỷ rưỡi nha mọi người. Cùng đao Khải thanh lý rồi Khôi Nguyễn ơi. Rồi, quá đẹp anh em ơi. Được một dây chuyền, một cái cục gì đây. Hình chặng đường 300k, 300 kinh nghiệm. Một vé số dương lịch. Mấy cái đai lưng này nãy Khải đánh bot ra nè. Hôm qua Khải có đánh lệnh bài bot gì, ít hôm Khải lên video cho anh em xem nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi hoạt động nè em ơi. Để đi hoạt động thì Khải sẽ đi con thiếu lâm nha nè. Và video con nghe mi này Khải sẽ cho lên tranh nha nè. Và bây giờ chúng ta sẽ hoạt động thiếu lâm một tí. Hoạt động thiếu lâm xong thì Khải sẽ đi nghe mi tiếp tục đi bot, và cũng như là tống kim này nọ nghe mi nha nè. Full rương rồi, không biết bỏ ở đâu đây. Mấy đồ lành nhằn này tí rồi chắc vứt qua con nào đã giữ rồi nè em ơi. Đồ nhiều quá, chặt chỗ quá. Đó, có vẻ là vứt cho con đem động nó cầm đi. Này, còn dư cái kiếm tóc độc nè, đi chan nè em ơi, tóc độc đi chan nè. Cái này gia truyền thủy là kích đi. Không có gì cả. Rồi. Cái bỏ vứt đồ bằng đem động đi, cho nó giữ đi. Ba cái đồ kích thân pháp của Khải đi, đó. Đó. Mấy bao tay này xin bot ra mà không có gì giá trị cả đâu. Cái bao tay thủ lý 4 và chướng. Bao tay làm chậm 20 thằng pháp 16 này cho anh em nè. Đôi giày được đôi giày này, 3420. Chung cũng sida vãi. Rồi. Được ít cái lá bạc nữa này. Rồi từ từ được mở cuốn bạc lịch bạc kiếm ít kinh nghiệm anh em ơi. Hello anh em mới vô nha. Ếch này giá nhiều, ếch này gần mắt vào là một tịch anh em ơi. Ếch này cứ một cuốn vào là một tịch là tương đương khoảng 1 triệu tư anh em cứ tính lên nè. Gần mắt lắm một tịch rồi anh em ơi, gần 15 cuốn rồi, hiện tại là tính sơ qua là Khải còn Khải đã ăn 9 cuốn rồi, thì anh em có tính lên tiền nha nè. Rồi 4 bánh này nọ các kiểu Khải cũng khá thường đói rồi anh em ơi. Anh này nói chung là sắp sửa của mát rồi, sắp mát rồi, sắp mát hoàn toàn. Rồi cánh mắt này là kinh nghiệm anh em ơi. Bỏ được không? Bỏ ô không được luôn, vãi thiệt. Bỏ ô không được nên mà cái gì đây? Cuốn lịch bắt niên cánh lồn được 50 cuốn nữa nè. Đây mà tiền vạn nó cho ấy. Rồi như đây được 1 triệu một cuốn nữa mà, 1 triệu một cuốn thì đúng rồi, đúng rồi,
10 triệu hay 1 triệu? Rồi mấy triệu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, 10 triệu một cuốn. Và 10 triệu thì được 500 triệu anh em. Ngon lành cành đào. 500 triệu pha cho rồi. Up được 5% nữa. Gần 103 rồi. Gần 103 rồi. Rồi anh em xem video đừng quên ủng hộ video lần đầu tư, lần đầu tiên đầu tư ngày mới đánh cho anh em xem thì một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một năm mới vui vẻ và an lành nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua Thiếu Lâm đi hoạt động anh em ơi. Lô 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 lên 27 chuẩn bị ăn hành anh em ơi. Lên hạ 8 rồi. Ai tiếp theo đang đứng hạ 8 rồi. Ok. Bóng đâu rồi?